là những hình ảnh thú vị về những bức tranh đẹp mắt được làm từ vỏ lon. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi, nhiều người đã biến chúng thành đồ chơi, đồ trang trí trong nhà, tái sử dụng chúng để giảm bớt việc xả thải ra môi trường. Tại Hà Nội, những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ chia sẻ bức tranh và video hướng dẫn cách làm hoa bằng vỏ lon. Cách tái chế độc đáo này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Và chị Nguyễn Thị Huế là chủ sở hữu của những bức tranh độc đáo này. Thoạt nhìn có lẽ nhiều người không thể nhận ra rằng những cánh hoa mềm mại kia lại được làm ra từ vỏ lon. Có một lần thì cầm cái vỏ lon bia trên tay, cái vỏ lon trên tay thì mình thấy là bảo là tại sao mình không thử làm những cái chất liệu này xem nó thế nào. Thì đến khi mình cắt cái vỏ lon ra, mình bắt đầu mình làm cái tranh. Mình cắt nhỏ thành những miếng nhỏ nhỏ một đấy, thì xoắn vào, xong rồi làm giống như kiểu tranh giấy xoắn ấy. Thì mình thấy nó cũng rất là hiệu quả, rất là đẹp. Trong những cái ý tưởng lần sau thì mình làm thành những bông hoa, thành hình, thành mảng, thành khối lên, thì mình thấy nó thực sự là hiệu quả và rất là thích cái chất liệu này. Chị Huế đã hô biến những vỏ lon thành những loài hoa độc đáo, gặp quá nhiều khó khăn trong cách tạo hình khối. Tuy nhiên, so với các chất liệu thông thường khác như giấy, vải, nhựa, thì với kim loại nhôm của vỏ lon, chị cũng gặp không ít khó khăn. Cái chất liệu vỏ lon này mình nó rất là dễ bị đứt tay khi mà mình cắt ra, nên là khi mà mình cần phải dùng găng tay. Thì cái màu sắc của nó thì đúng là cái màu bản chất của vỏ lon thì nó chỉ có màu trắng thôi. Nên là mình để mà làm giống được những cái bông hoa ấy, thì mình phải lấy được cái tinh thần của nó. Làm sao để mình lấy được cái hồn của chính cái bông hoa, cái nét riêng, mỗi bông hoa có một cái nét riêng. Gốc sáng tạo của chị Huế chỉ vỏ. Tưởng này của mình thì mình muốn là gửi đến mọi người là chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, hãy tận dụng tất cả những cái đồ mà mình đã qua sử dụng rồi, có thể sử dụng và có thể tái chế lại được thành những cái sản phẩm khác mà có thể sử dụng được tốt hơn nữa. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ, Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.